Thiên vị. Các con yêu của mẹ, hôm nay mẹ mua gì về cho các con nè? Có phải bánh con cá không mẹ? Trời ơi, con trai cưng của mẹ thông minh thật. Món này là lúc nhỏ con thích ăn nhất nè. Để mẹ đi làm cho các con ăn nha. Dạ mẹ, lâu rồi con không được ăn vặt. Mẹ, để ăn sao đi mẹ, lát con phải đi học rồi, không ăn được. Nhưng mà chị vẫn ở nhà mà. Mẹ ơi, con muốn ăn. Không được, đồ ăn trong nhà này phải thông qua sự cho phép của tôi, mấy người mới được ăn. Út Mạng, sao vậy con? Ba ơi, ba đuổi con nhỏ này ra khỏi nhà đi, nó giành đồ ăn của con. Chẳng lẽ mày là em ta thì cái gì cũng nhường mày hết sao? Út Liều, con là chị, con phải nhường em đi chứ. Cái túi đồ ăn này bỏ tủ lạnh trước, đợi Út Mạng đi học về rồi làm ăn sau. Mẹ ơi, con ở trường bị người ta đánh. Rồi bị bắt nạt không dám đánh lại hả? Nói tao làm gì? Tao bận cả ngày, phiền gần chết vậy. Con trai cưng của ba, mặt con sao vậy? Đừng có nói nữa. Hôm nay thằng trong lớp con tỏ tình với nhỏ con yêu thầm, còn đánh nó sách mặt lờ luôn. Trời ơi, con trai của mẹ giỏi lắm. Còn cái mặt này ha, mai mẹ đi trường, mẹ tố cáo nó cho con. Ước gì mình có thể trưởng thành nhanh một chút. Mình sẽ đi khỏi căn nhà này. Thiên vị. Mẹ, tuần này chuyển tiền cho con dương 100 triệu nha. Gần đây con thích một đôi giày. Sao vậy? Sao mày nói chừng vậy? Lời con nói ba mẹ có nghe không vậy? Con trai cưng à, con gom đồ đạc qua nhà bà ở đi. Công ty ba mẹ phá sản rồi, tuần này ba mẹ phải ra công trình phụ hồ. Phá sản? Vậy ba mẹ làm gì mà ăn chứ? Sớm biết vậy con đã không đầu thai vô cái nhà nè. Ba mẹ cứ đi làm đi, con với em ở nhà sẽ cố gắng chăm học. Đúng rồi, chiều nay mày đi trường xin giấy thôi học đi. Mày cũng biết hoàn cảnh gia đình mình rồi đó. Em mày thì phải đi học, sao tao với ba mày gánh nổi? Đúng rồi đó Út Liều, con thôi học đi, chia sẻ gánh nặng gia đình với ba mẹ. Ba người chúng ta nỗ lực nuôi em con lên học đại học. Đúng rồi đó, con gái như chị lên học đại học có tác dụng gì? Ủa, đúng rồi, mở livestream, học thầy lọc phu hô đi, rồi đi làm phụ hồ, kiếm tiền đưa tôi xài. Dạo gần đây tôi cũng hơi thiếu tiền. Từ nhỏ lớn mấy người bắt tôi làm cái gì tôi cũng làm theo. Các người cũng biết ước mơ lớn nhất của tôi là được đi học đại học hàng không mà đúng không? Lần này tôi tuyệt đối sẽ không nghe lời mấy người đâu. Con tìm ba không ổn rồi. Mau lấy thuốc cho ba. Sao vậy ông? Mau lấy thuốc cho ba mày đi. Chị xem, chị làm ba tức chết rồi kìa. Đúng là cái đồ xui xẻo. Đúng rồi Út Liều, con có thể đi học, mà tiền học phí thì con tự đóng. Ba mẹ chỉ có thể nuôi nổi mỗi em con thôi. Thiên vị. Các con yêu, ngày mai chúng ta sẽ ra ngoài chơi. Các con muốn đi đâu? Ông đây muốn đi Vũng Tàu. Mẹ ơi, có thể đi Đà Nẵng không? Con muốn tới cầu Rồng Đà Nẵng tham quan một chút. Mức chi tiêu ở Đà Nẵng cao như vậy, vé máy bay cũng mắc nữa. Sau này con đi làm có tiền rồi tự đi đi. Mới có bay lớn mà mày đặt đèo bồng, tao với mẹ mày nuôi không nổi đâu. Con trai cưng à, gần đây khí hậu ở Vũng Tàu rất là nóng, để hôm khác chúng ta đi nha. Không muốn, con phải đi, bạn bè trong lớp con đều đi hết rồi. Rồi, ok, con trai cưng của ba muốn đi đâu cũng được. Hôm nay mẹ có bánh con cá với con heo, hai đứa chọn đi. Con muốn ăn cả hai. Được rồi, của con hết. Út Liều bánh mì đi. Mẹ, nhưng bánh mì này em ăn không đậy lại, bị móc rồi. Có ăn được rồi còn đòi hỏi nữa hả? Hôm nay mẹ ăn hết cái đống đó trừ cơm cho tao. Cả nhà chuẩn bị, lát nữa chụp ảnh gia đình nha. Con trai cưng của mẹ, ăn nhanh lên rồi đi chụp hình nha con. Còn Út Liều thì khỏi đi, ăn hết rồi đi rửa chén giặt đồ. Dạ. Rốt cuộc mình có phải là con ruột của ba mẹ không? Hay mình chỉ là người thừa trong cái gia đình này? Thiên vị. Alo, có phải đây là số của phụ huynh em Út Liều không ạ? À? Đúng rồi, có chuyện gì không? Chuyện là như vậy, một tuần nay em ấy không đến lớp rồi, không biết có xảy ra chuyện gì không ạ? À? Nó ở nhà. Vậy thì tôi yên tâm rồi. Sao vậy? Nó cả tuần nay rồi không đến lớp. Ê bà, có phải chúng ta sai rồi không? Chúng ta sai. Chúng ta làm gì sai chứ? Con gái lớn rồi phải giúp đỡ gia đình chứ. Dù gì thì em cũng đã nhận tiền của người ta rồi,
nhưng cả tuần rồi nó không đi học cũng không về nhà, không biết có chuyện gì không nữa. Nó thì có chuyện gì được chứ. Con trai cưng của ông sắp về rồi đó, lo mà nấu đồ ăn ngon cho nó đi. Út Liều à, mày thấy khỏe chưa? Uống thuốc xong mình cũng đỡ nhiều rồi, nhưng mà còn hơi đau đầu một chút. Bác sĩ nói bệnh trầm cảm của mày rất là nặng, phải nghỉ ngơi trị liệu đó. Cảm ơn cậu nha Chi Chi. Alo. Con nhỏ chết tiệt này, một tuần rồi không về nhà, cũng không đến trường. Mày có biết bọn tao lo lắng lắm không? Lo lắng cho con mà con đi một tuần rồi mẹ mới gọi tìm con. Lúc nào ba mẹ cũng đối xử bất công với con, lúc nào cũng thiên vị nó. Thì em này còn nhỏ, mày phải nhường nó chứ. Ba mẹ biết con ám ảnh với cái câu đó không? Con sắp bị ba mẹ bóp nghẹn rồi. Mày nói điên nói sản gì vậy? Đi về nhà cho tao. Bắt con phải từ bỏ ước mơ của mình, quá đáng hơn còn ép con lấy một ông già lớn tuổi hơn cả ba làm chồng. Mẹ có biết là con bị trầm cảm rồi không? Mày đừng có lấy cái bệnh trầm cảm ra dọa tao. Con người như mày bệnh trầm cảm chắc tao với ba mày chết lâu rồi đó. Con chỉ muốn hỏi mẹ một câu thôi. Con có phải là con ruột của ba mẹ không? Mày hỏi cái gì sẵn nách vậy? Thiên vị. Tôi tính gì đó ông thấy được không? Dù gì thì nó cũng đã ở gia đình mình 18 năm rồi. Làm gì tôi thấy không có đành lòng. Vậy ông muốn bỏ mặc tương lai của thằng con trai mình hả? Thôi thằng già này vô dụng, tùy bà quyết định vậy. Út Liều hả? Con mau về nhà đi, cha con phát bệnh tim rồi nè. Tại sao tự nhiên ba lại phát bệnh chứ? Thì còn tại ai nữa? Được rồi, con về liền. Ba ơi, ba có sao không ba? Bây giờ thì không sao. Con biết rồi đó, công ty mình phá sản, không biết chủ nợ ập đến lúc nào. Mẹ, mẹ yên tâm, con sẽ đi làm kiếm tiền trả nợ giúp ba mẹ. Đợi con đem tiền về được á, thì tụi nó chặt tay ba con rồi. Vậy giờ phải làm sao đây mẹ? Út Liều, chỉ có con mới cứu được gia đình này thôi. Ý mẹ là con chịu gả cho Phó Hằng đi. Mẹ, tuy nó có hơi lớn tuổi nhưng mà còn khỏe mạnh lắm. Con mà chịu lấy nó, không những trả hết nợ cho ba mẹ, còn có tiền cho em con đi du học nữa. Mẹ, Phó Hằng là ông già lớn tuổi hơn cả ba đó. Hay bây giờ mày muốn tao quỳ xuống trong gia xin mày? Mẹ, đừng như vậy mà mẹ. Sao số tôi khổ quá vậy nè. Con đồng ý được chưa? Chỉ cần gia đình ba người mấy người hạnh phúc là được rồi. Út Liều, bánh con heo con thích nhất nè. Con à, nếu mà người ta không tốt á thì quay về nhà nha con. Sau này dù con có chết bên nhà đó, con cũng sẽ không quay về đây đâu. Lần này coi như con trả ơn 18 năm nuôi dưỡng của cha mẹ. Vừa lòng bà chưa? Tôi gả nó vô nhà giàu chứ có phải nhà nghèo đâu, làm gì thấy ghê vậy? Dù gì nó có phải là con ruột của mình đâu. Nuôi mười mấy năm trời, tốn biết bao nhiêu tiền của, bây giờ trả hiếu là chuyện bình thường. Thiên vị. 8 năm sau. Mẹ, Út Liều giờ làm chủ tịch, nổi tiếng quá trời luôn nè. Thằng già chết rồi hả? Mẹ coi đi, làm gì có thằng già nào. Chồng nó là Phó Hằng, đi đến đâu tụi con gái rụng trứng đến đó. Gì mà rụng trứng ghê vậy mày? Thôi đừng nói nhiều nữa, mẹ đi tìm nó đi. Hốt mới vốn về con mẹ làm ăn. Hai mẹ con mày để Út Liều bình yên được không? Ông nói cái gì vậy? Tôi nuôi nó mười mấy năm trời, trả ơn là chuyện bình thường. 8 năm trước nó đã trả cho cái nhà này cả gốc lẫn lãi rồi. Tôi xin bà tha cho nó đi. Tụi mày tránh ra, tao là mẹ nó. Xin lỗi bà, không có hẹn trước không được vào. Cho bà ta vào đi. Ở nơi sang trọng thế này, hèn gì không về thăm con già này. Có chuyện gì nói lẹ đi, tôi không có nhiều thời gian đâu. Em mày thì đang cần chiếc phi cơ, tao thì đang thèm chiếc kim cương giống bà Phương Hằng. Mày chuyển khoản mẹ con tao tự mua cũng được, không cần phiền mày đâu. Ô mô,
Cái gì mà ẳng ẳng không hiểu gì ta? Mày nói chuyện với mẹ mày kiểu vậy hả? Mày có tin? Nên nhớ, bà không phải mẹ tôi. May, năm đó tôi đã trả đủ cho gia đình bà rồi. Chúng ta không ai nợ ai. Nhưng mà tôi cũng rất cảm ơn bà. Nhớ năm đó, chỉ còn ông chịu trả nợ cho ba mẹ tôi, còn tôi sao cũng được. Út Liều mạnh mẽ mà anh từng biết đâu rồi. Sao lại là anh? Hình trên mạng chẳng phải là một già sao? Con gái tụi em biết dùng app, anh cũng biết vậy. Anh từng hứa sẽ bảo vệ em, anh không hứa suông đâu. Em yên tâm, chuyện gia đình em anh đã lo liệu xong rồi. Bây giờ em chỉ cần yên tâm theo anh ra nước ngoài du học. Phó Hằng, cảm ơn anh. Cảm ơn sự ghẻ lạnh của gia đình bà. Nhờ bà mà tôi có ngày hôm nay. Còn bây giờ thì biến đi cho đẹp trời. Đi đi, làm gì ghê vậy?